chào mọi người. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ cùng tham gia chương trình. Chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như các vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Hoàng Biên, năm nay em 25 tuổi. Quê gốc của em ở Thanh Hóa và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tim Sang và hiện tại em đang là chuyên viên kế toán tại công ty này. Em ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận mấy? Dạ em ở quận Hóc Môn anh. Quận luôn hả? Đúng rồi, em tự phong luôn. Dạ. Em tự phong à? Được, từ từ cũng tới quận à. Dạ. Rồi. Ở đó với ai? Dạ em ở với gia đình bố mẹ của em à. Bà bạn gái? Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt ngày hôm nay và em xin chào bạn nam ạ. Em tên đầy đủ là Đỗ Thị Cẩm Tú, năm nay em 24 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước nhưng mà hiện em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính và em đang ở Thủ Đức. Thủ Đức với Hóc Môn thì có vẻ cũng xa xa. Ờ, cũng xa ha. Em ơi, anh có thành tích từ đi từ Hóc Môn xuống Thủ Đức khoảng 40 phút đó em nói chung cái vấn đề em không lo. Ta nói kế toán là chi ly lắm nè ha. Em hả? Em nói chung cũng chi ly những vấn đề nào chính đáng thôi. Còn chú em vẫn thoải mái. Nói chung giờ cuộc sống mình làm phải tận hưởng anh ơi. Hay quá. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em nói chung là em tự nhận xét em là một người vui vẻ, hòa đồng, rất là nhanh chóng hòa nhập với những môi trường mới. Em yêu thích ca hát. Nhưng mà mặc dù em hát rất là dở, em có thể hát mọi lúc mọi nơi, lúc đi đường, trời nắng, trời mưa, hay là trong những lúc đi tắm hay đi toilet luôn. Đó là những vấn đề rất là nhạy cảm. Giờ em đang tưởng tượng đang tắm em hát đi. Em hát bài Chậm Lại Một Phút. Anh vẫn sẽ giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên em ngày vui. Niềm hạnh phúc khi ta có nhau, giấc mơ dịu dàng cho ta đắm say. Con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta, dìu ta qua bao khó khăn. Nhìn trời sao anh muốn nói, chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi. Chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là anh. Đặt tay lên tim nhé em, cho gần nhau thêm. Rất là phong cách ca sĩ. Dạ nói chung không phải phong cách ca sĩ hay không, nhưng mà thường trong những cái đám cưới hội họp có em hết. Có em hết. Em là nhân vật chính từ một bài cho đến nhiều bài liên khúc. Rồi quá hay luôn. Cảm nhận của em như thế nào khi mà nghe giọng hát của ảnh? Bạn nam có một giọng hát hay với lại ấm trầm ha. Rồi vậy còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì thật ra là em thấy em với bạn cũng có nhiều điểm chung đó chị. Nhưng mà cũng vui vẻ hòa đồng với lại rất là dễ thích nghi với môi trường. Ngoài ra thì em cũng biết nấu ăn, nhưng là cũng yêu ca hát giống bạn. Còn điểm yếu thì em là một người kiểu như là rất là thiếu quyết đoán chị, rất là hay do dự lắm, mà em lại luôn đặt vào cái tình thế là phải lựa chọn. Nên là em mong muốn tìm kiếm một bạn nam cũng như là quyết đoán để có gì bạn sẽ quyết thay mình. Phụ chọn như dạ, em đúng không? Với lại là em có một điểm nữa là em không biết là điểm mạnh hay điểm yếu, nhưng mà em ăn nhiều nhưng em không mập đâu chị. Nên là em yếu hơi. Nên là em hy vọng là em tìm kiếm một bạn nam bạn đó thì nói chung là phải có da có thịt hơn em. Wow. Em chỉ cần có hơi cái là em không ăn em cũng mập. Em thấy gì chị không? Anh 80 kg được không em? Hả? Anh cao bao nhiêu anh? Anh cao 1m65 à. Hơi mập là hơi tròn tròn đúng không anh? Cái đó là mập là phong cách đó chị. Không sao đâu, mày mốt về cái là em dành ăn với ảnh rồi. Xong rồi em mập lên ảnh cũng đúng rồi. À, tình trường thì sao em? Tình trường thì em chỉ mới trải qua một mối tình, nhưng mà mối tình đó hồi còn sinh viên chị. Bao lâu rồi? Dạ, chắc đây cũng 2 năm. Vậy quen được bao lâu? Dạ quen được khoảng 5-6 tháng. Có 5-6 tháng à? Dạ. Bạn gái bên kia yêu mới có 5-6 tháng, tức là mối tình rất là nhẹ nhàng hết trôi qua. Còn em anh mấy mối tình rồi? Nhưng mà anh theo anh nghĩ là em có bao nhiêu mối tình rồi? Trời đất, em quen mà anh hỏi em Quyền Linh chắc là nhiều. Trời, trước giờ là mọi người đều có quan điểm sai lầm về cái chuyện tình cảm của em. Mặc dù mọi người nãy giờ thấy em rất là hoạt bát, ai cũng khi mà em tiếp xúc tới hay là ý định cưa cẩm như là bạn gái đó thì bạn gái đều tưởng ô mày hay là bạn gì mà nói chuyện vậy mà không có người yêu là sao. Và thực chất em nói thẳng với mọi người luôn là em chưa trải qua mối tình nào. Lý do? Thì trước đó đi làm thì em quan điểm của em là khi mà mình chưa đi làm, mình còn phụ thuộc vào gia đình, đi học thì mình tập trung cho mình học thôi. Chứ mà định yêu đương này nọ thì nói chung nó cũng tốn khá nhiều thời gian cũng như là cái tiền bạc đó. Nói chung là những vấn đề liên quan đó tại mình không có tự chủ được mình. Giai đoạn sau khi đi làm thì em cũng cố gắng lắm, cũng cưa bạn này bạn kia. Nhưng mà cuối cùng là do cái duyên chưa tới hay sao, nói chung là cũng chưa có hợp. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân nào đó mà tại sao mình đi cưa hoài mà không được nữa chứ.
chắc tại mình lanh lợi quá hay là mình chém gió nhiều quá nên bạn nữ sợ. Có thể. Nhưng mà trong tới em khẳng định với anh là tới đến thời điểm này á, là cái mối quan hệ nói chung em trước giờ em quan điểm về tình yêu của em là phải dường như chắc chắn em mới quen biết, như là mối quan hệ xác định kết quả đàng hoàng, nghĩa là phải tiến tới hôn nhân hoặc như thế nào á lâu dài. Và em cũng đặt mục tiêu trong 28 này của em á là cuối năm lấy vợ. Rồi, dù giờ chưa có người yêu. Cuối năm nay lấy luôn hả? Giờ chưa có người yêu mà cuối năm nay lấy luôn hả? Dạ thì em đó là em đặt mục tiêu thôi. Khi mà mình gặp được người bạn nữ mà đồng điệu với mình á thì thời gian không quan trọng nữa. Đồng điệu. Em muốn lấy, muốn tìm người bạn nữ như thế nào để tới cuối năm nay cưới nè? À, về ngoại hình thì em cũng không cần cao thấp hay như thế nào đâu, nhưng mà chủ yếu là bạn gái em không được gầy. Rồi cười. Cái thứ hai là về tính cách thì nói chung là phải biết vui vẻ hòa đồng với mọi người, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Hai tiêu chí mà em đề ra về cơ bản nhất về người bạn gái của em. Được rồi, để chị em. Nãy giờ anh nó nghe bên đây nói là mình ốm. Em ốm là em cảm thấy anh còn quất gì vô, em không thích người bạn gái ốm nữa. Anh này thiệt không, em nói gầy mà chị. Em vừa gầy vừa ốm luôn anh. Em bao nhiêu ký em? Chết rồi. Em là chưa bao giờ đạt tới ngưỡng 45, là chỉ kỷ lục cao nhất là 44 thôi anh. Nhưng mà anh yên tâm là em ăn nhiều lắm. Còn cái tiêu chí gì mình đưa ra không? Em hỏi là anh bên kia có hút thuốc không anh? À, nãy giờ mình chưa giới thiệu thêm, mình là một người thanh niên 30, không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, nhưng mà mình biết uống bia nha. Không có ăn chè, mập rồi, chỉ uống bia thôi. Có cái điều gì em ghét nhất ở người con trai không? Gia trưởng với lại bảo thủ, em cực kỳ không thích. Để tôi hỏi coi. Dạ em chào chị ạ. Có gia trưởng không? Dạ, gia trưởng hay không thì em cũng không biết cái từ gia trưởng nó như nào. Chắc em nghĩ là cũng không đến nỗi nào đâu. Gia trưởng là kiểu như không cho vợ mình làm này, không cho vợ mình làm kia, không cho giao tiếp bạn trai, không cho mặc đầm ngắn, không cho mặc kiểu dạng vậy. Sao nãy giờ này chị nói những điểm em thích. Em thích người bạn gái mình mặc đầm ngắn thì sao, như thế nào chị? Thì lành lắm đó nha. Bây giờ là nói là cuối năm nay cưới đám cưới phải không? Dạ. Chuẩn bị gì rồi? Em biết ngay chị hỏi nhưng mà. Chứ biết rồi, tự trả lời. Dạ, thì nói chung là hiện tại công việc của em khá là ổn định rồi. Nói chung em cũng chưa chuẩn bị gì nhiều nhưng mà em có điểm tựa là gia đình. Cái chỗ ở thì tất nhiên ở với ba mẹ, tại em là con trai út trong gia đình ba người. Rồi. Cưới ba mẹ lo luôn. Nói chung lo một phần nữa thôi, chủ yếu là mình nữa. Mà giờ đám cưới rồi về ở rồi trong nhà có giúp hứa giúp đỡ gì không? À, nhắc đến cái này thì nói chung trong cái dịp Tết vừa rồi á có một lời hứa nó rất là thú vị. Nghĩa là anh chị của em là hứa là khi mà cưới sẽ trao phần giải thưởng là 50 triệu luôn. Ủa gì trao giải thưởng vậy, là anh chị em biết em có cái gì không thể lấy vợ được hả? Không, có nghĩa là trong cái câu chuyện đầu năm vui vui tươi như vậy đó thì mình nói những câu chuyện vui nhưng mà vui ở đây là thật luôn á chị. Là có hứa luôn, cam kết luôn. Cam kết thì chưa ký giấy tờ nên chưa gọi là cam kết thì hứa. Bây giờ về phải làm sao mà phải bắt chị ký vô vậy? Không, anh em họ hàng chứng kiến nhiều lắm chị. Ai vậy hả? Không sao, không sao. 50 triệu hả? Dạ. Ngon rồi, vậy là ngon rồi. Coi như này bấm nút là có 50 triệu đúng bấm không? Bấm nút không. Là chia cho chị Linh 25 triệu nha. Chưa chị phải cưới giống như chương trình có cái tivi đó, khi nào cưới nhau mới có tivi. Ủa vậy là khi đám cưới là chia cho chị Linh 25 triệu đúng không? Rồi anh chị mà đi tham dự đi em chia luôn. Mấy người bà con xung quanh mà chứng kiến đó rồi người ta không có cổ vũ gì hết trơn. Trời em là quy bằng chỉ không chị ơi. Cái ý là cô gì chú bé là đi bằng chỉ không à, em quy định luôn á. Là ai tới đám cưới là chỉ vậy hả? Không, chỉ ở đây là chỉ vàng á chị. Đông không bà con cô bác, đông không? Dạ cũng bên nội ngoại cũng khá là đông. Dạ chắc bữa đó đeo vàng đỏ tay nha. Thôi được rồi tôi về. Đeo vàng đỏ tay nha. Phải bồi dưỡng ăn cho mập mập vô để đeo vàng nha. Ta thấy vàng nó khoái không? Được rồi, để anh qua anh xem coi thế nào nha. Có gì nháy mắt em nha anh. Rồi ok. Ồ chào em gái. Đúng là hơi gầy chút xíu. Dạ. Nhỏ con. Nhưng mà mặt xinh xắn được rồi. Dạ. À, bây giờ em nghe chàng trai em kia em thấy yên tâm được chàng trai này không? Dạ, nghe nói anh, còn nói chung là tiếp xúc thì mình mới biết chắc. Anh thấy trong anh ấy có một cái tính chân thành đó. Cũng nghĩ sao nói vậy nhưng mà hơi lanh chút xíu. Dạ, tại em nghĩ là do tính chất công việc nên là anh lanh là đúng. Rồi. Em nghĩ em làm dâu tốt không? Anh con trẻ út đó. Được phải không? Ừ. Rồi hả? Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ và đồng nghiệp với lại bạn bè. À, cho chị gặp mẹ em đi. Xin chào MC Quyền Linh, chị MC Cát Tường. Chào cô. Cùng tất cả các anh chị em, các cháu ngồi trong trường quay. Mình cũng là một fan hâm mộ của chương trình. Năm vừa rồi thì cũng nói vui với con thôi, bảo là nếu như mà ế quá con ạ thì lên chương trình bạn muốn hẹn hò đi, nhờ MC Quyền Linh với Cát Tường làm ai cho mình. Nhưng mà hôm nay thì cũng được rồi, thì theo mẹ thấy bạn bên này thì lanh. Còn về cái vấn đề mà tình cảm thì cái này thì cũng là do hai cháu. Tức là tụi con bây giờ lớn rồi và chúng ta tự nghe tiếng nói của con tim mình. Chứ cha mẹ cũng không thể mà nói được hay không được. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô, hay quá. Chị trai đi với ai? Dạ, hôm nay tham gia chương trình thì em đi một lực lượng rất hùng hậu. Cả nhà em đi, đồng nghiệp, bạn bè luôn à. Có ba mẹ luôn dạ, hả? Có ba mẹ, anh chị hay em quá.
Chào cô chú. Dạ chào ông chú, chào cô. Xin chào ông Mai Quyền Linh, bà Mối Cát Tường. Dạ. Xinh đẹp duyên dáng. Dạ cháu cảm ơn ạ. Xin chào tất cả quý vị trong trường quay. Tôi là ba của cháu Biên, cũng là cán bộ nghỉ hưu được 5 năm nay rồi. Biên cũng được bố mẹ nuôi ăn học xong là thực hiện cái nghĩa vụ 18 tháng được rèn luyện trong quân đội. Và như vậy công việc gia đình tương đối đảm đang, biết nấu ăn các kiểu, tự giặt giũ quần áo, lau nhà cửa. Đấy là cái điểm mạnh. Về công việc thì như vậy là chắc là nhường cho, như vậy là anh giám đốc của công ty giáo Bin sẽ nói về vấn đề công việc. Và lên đây là một cái duyên rồi, thì hai con cố gắng tìm hiểu cho kỹ. Và cũng như lời con trai nói, cố gắng làm sao cuối năm hai bên gia đình có quân dâu hiền, có rể thảo là điều mong muốn của gia đình chúng tôi. À, cảm ơn chú. Nãy ba bác trai có nói đi với sếp. Dạ, chào anh. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Biên là đồng nghiệp, là cũng là nhân viên công ty chúng tôi, thì nay cũng được hơn một năm. Thì trong công ty chúng tôi có một đặc điểm công việc, đó là phải trở thành một con người có chính trực và trách nhiệm trong công việc. Đó là đặc điểm nghề nghiệp, và đương nhiên là Biên cũng là một người trong số đó. Là tính cách của Biên rất là vui. Biên là người truyền lửa, truyền năng lượng trong công ty chúng tôi rất là tốt. Trong công việc khi có mệt mỏi thì Biên cũng có cách để tạo cho đồng nghiệp vui vẻ hơn. Thì thông qua chương trình này cũng hy vọng Biên rằng là đầu năm thì có duyên, cuối năm thì có nợ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gặp nhau và bàn tiếp tục những cái việc nãy giờ hai bạn còn suy nghĩ ha. Kéo màn lên. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ, nhưng đây em cũng có cuốn sách nhỏ tặng anh. À, cảm ơn em. Rồi, hai bạn cứ nói chuyện nhau thoải mái đi. Cứ nhường em thôi chứ. Dạ, anh thấy sao vậy? Thì nói chung là về ngoại hình cho anh thấy em là ngoại hình cũng dễ nhìn. Tính tình thì nói chung là cũng thấy hợp với tuổi trẻ của anh. Thành ra cũng khá là thấy có vẻ có những điểm chung. Còn anh hơn em 1 tuổi. Mà chắc là anh nghĩ cái ấn tượng khi mà gặp anh lần đầu á, thì nó phải già hơn 3-4 tuổi đúng không em? Không, già hơn 2 tuổi. À vậy hả? Vậy là em cũng buông cho anh. Hôm nay rung quá. Có gầy lắm không em? Dạ. Là có gầy quá không? Không, vậy là được thôi chứ gì. Vậy là vỗ béo được đúng không? Dạ đúng rồi, chắc em cao hơn 1m6 đúng không em? Dạ không tới anh. À sao nhìn em cao quá. Phải ốm mấy cơ. À. Nhưng mà anh mập vậy em có thấy được không? Dạ em nghĩ là ốm lại chút xíu thì đẹp. Cổ thích người mập mà. Ủa mà nãy đúng rồi em dạ, nói chuyện. Có da có thịt chứ. Có da có thịt, em là được rồi. Dạ. Bây giờ em bạn trai nói chuyện thì em thích nhất bạn trai điều gì? Dạ, nói chung là cách nói chuyện của bạn là bạn khiến đối phương không cảm giác bị nhàm chán. Nói chung là bạn luôn có những cái sự hài hước trong câu nói của bạn. Còn bạn trai, bây giờ em thích ở bạn gái điều gì nhất? Em thích nhiều quá. Thích gì? Em thích nhiều quá chị. Thích nhiều quá hả? Nhưng giờ hỏi ra mất cảm chứ. Mà cái cảm nhận của em, cái linh cảm, thần linh mách bảo của em là cuối năm nay em có giật được cái giải 50 triệu. Xác suất khoảng bao nhiêu phần trăm? Không, cái chuyện duyên đến với nhau không phải vì tiền đâu chị. Cái đó là một câu chuyện vui thôi. Nếu mà đến với nhau thì càng tốt. Thì đây cũng là chuyện vui thôi. Theo em xác suất á. Xác suất nói chung hiện tại đến tính thời điểm này thì em nghĩ là phải 80% rồi. À, vậy hả? Không rồi. Đấy. Yên tâm, có vốn rồi. À. Bây giờ nói chơi vui chứ quan trọng là trái tim chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không. Các bạn đang đối diện với ba mẹ, với người thân, với hàng triệu khán giả trên truyền hình. Không thể bấm nút vì bất kỳ điều gì cả, mà chỉ bấm nút khi trái tim mình mách bảo. Chuẩn bị, suy nghĩ thật kỹ nha, và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Nắm tay các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Anh tên đầy đủ là tên là Trương Minh Hải. Anh sinh năm 1982, quê anh ở Sóc Trăng hiện tại và anh đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Công việc mình là gì anh? Anh kinh doanh mua bán đồ mỹ nghệ, đồ xưa, đồ cũ, đồ cổ. Làm lâu chưa anh ha? Anh làm một phòng khoảng cỡ 10 năm rồi. Giờ là mua nhà đồ trên này chưa anh hả? Anh không có nhà, không có nhà dưới quê. À,
Rồi, và bây giờ chia sẻ một chút xíu về ba mẹ. Vậy là còn ở dưới quê hết đúng không anh? Đúng rồi, anh này mất mẹ rồi, có còn ba thôi. Trong gia đình ở dưới quê, anh ở trên này với một mình thôi. Ừ. Rồi anh chia sẻ giùm em điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của anh nha. À, thì nói chung đường tình duyên thì lận đận lắm, anh đã một lần gãy đổ rồi. Ừ. Rồi ở bao lâu rồi sao mà chia tay anh? Nói chung ở thì con cũng được 6 tuổi rồi, tầm khoảng mấy năm năm rồi. Anh nghĩ là chắc hết duyên hết nợ, không hợp với nhau nên ra chia tay thôi. Mình có nhìn nhận là lúc đó là mình nhìn nhận một cách khách quan đi, lúc đó làm sao? Kiểu như là công việc ổn định không? Mình nói, mình tìm ra cái lý do thật sự á, chứ mình đừng có nói chung chung để mình né. Né không tìm ra được cách giải quyết. Ừ. Công việc thì trước bây giờ là công việc của anh luôn ổn mà, đâu có không có vấn đề gì hết. Tại vì mình nói thì không biết nên nói sao, nhưng mà do có chắc có lẽ là từ phía bên cô vợ cũ của anh thử ra cũng khó nói. Ví dụ như lỗi của mình thì mình nhìn nhận, mình nhiều khi có những việc nó xảy ra nó cũng không biết là nên giải thích như thế nào á. Ừ. Rồi bây giờ vợ cũ thì sao, con ai nuôi anh? Con thì vợ anh nó nuôi, anh hàng tháng vẫn chu cấp đầy đủ. Tại vì anh thì ở chỉ có một mình thôi, cho nên nữ ra về việc chăm sóc con bé thì nó hơi khó, hơi bất tiện. Rồi bây giờ là đang ở dưới quê hả anh hả? Không, anh ở Sài Gòn. Anh ở sống ở Sài Gòn. Không, ý là con anh á, con anh á. Một con ở trên này em, con anh với bên vợ nó ở bên vợ anh, bên quận Tân Phú. Ờ vậy hả? Đầu tiên được đó đã. Rồi bây giờ anh lý do làm sao anh chia tay được bao nhiêu năm rồi mà không tìm được bạn gái anh? Nói chung với anh thì anh cũng ít có đi đi chơi, lại anh là cũng không biết ăn nhậu nên thử ra cũng ít có, nhiều khi cũng ít có tụ tập rồi cũng ngày nó trôi qua ngày cũng không có tìm hiểu được bạn mới. Dạ, yeah, 2-4 ngày ký rưỡi á. Thì anh đi vậy, anh cũng chính thức nói chung ra thì ly thân thì lúc trước thời điểm mùa dịch. Rồi xong rồi thì cũng qua thời điểm mùa dịch xong thì cũng chính thức là ly dị được khoảng năm nay. Nói chung ra cũng công việc rồi cũng luôn luôn rồi lòng vòng chỉ ở nhà thôi nên anh thử ra cũng không có tìm bạn gái khác được. Ừ. Bây giờ anh thích tìm bạn gái như thế nào anh? Điều về ngoại hình, công việc, rồi tuổi tác, quê quán anh yêu cầu như thế nào ạ? Nói chung anh thì chỉ tìm bạn như thế nào, biết chia sẻ, biết thông cảm, biết quan tâm tới nhau một chút xíu để cùng nhau xây dựng gia đình thôi, còn vấn đề ngoại hình thì anh cũng không quan tâm lắm. Nói chung về tất cả những các thứ thì anh cũng không quan tâm nhiều, tại vì công việc của anh thì nó cũng không phải gọi là nó giàu có gì, nhưng phải gọi là ổn. Thì bạn thì anh cũng được, ví dụ như tìm để chia sẻ với nhau, để cùng nhau xây dựng, cùng nhau phát triển. Chứ cũng anh cũng không nhất thiết là người đó phải quê ở đâu hay là như thế nào, thì cái đó thì anh cũng không quan trọng. Ừ. Rồi. Anh không quan trọng, nhưng mà có nghĩa là theo cái tiêu chí của anh thì như thế nào sẽ phù hợp á, chứ còn không phải là anh quan trọng mà là anh thấy người như thế nào sẽ giữ được người ta hơn. Kiểu vậy đó. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như biết hiểu nhau, biết chia sẻ với nhau, cũng như là biết quan tâm với nhau một tí xíu. Đấy, trường hợp đó là như vậy. Đó, từ trước tới giờ nó thật là anh ở với vợ anh mấy năm trời chứ cũng chả hề hỏi được nghe một câu hỏi thăm từ vợ anh được mấy năm nay anh khỏe không hay là công việc ổn không, chưa hề được nghe hay hỏi. Nói chung anh sống ly khai với gia đình từ nhỏ nên rất là cũng ít được người quan tâm lắm. Thế ra chỉ dạng như tìm một người như thế thì ví dụ như mà mình cũng không phải là dạng như hình thức nữa mà không cần nhất thiết phải xinh đẹp quá, dễ nhìn tí xíu là được. Rồi cô đó ly dị đang nuôi con được không ạ? Nói chung ra thì nếu nuôi con thì anh thấy là bấp bênh lắm, hình như là tháng nào anh cũng phải anh cũng phải chu cấp thêm chứ. Tại vì đa số là công việc, nói chung ra hồi trước thì thu nhập chính gia đình cũng vẫn là một mình anh, việc nhà thì về anh cũng vẫn phải làm, đôi lúc nhiều khi đi mua đi bán mệt mỏi về thôi, chứ dọn nhà cửa rồi cũng vẫn phải một tay anh dọn dẹp hết, nên thử ra đôi lúc anh cũng thấy cũng mệt. Thôi thà ở mình đi chơi không? Đi chơi. Tại vì cái tuổi của anh thì bây giờ nhiều khi là các cô là đã lập gia đình hết rồi thì nhiều khi giống vợ anh vậy đó. Thì nếu như thật mà giống như vợ anh thôi luôn chứ biết sao giờ. Cái gì nói vậy? Thì
Tại vì ví dụ như mà lập gia đình hay không lập gia đình thì nó không quan trọng. Con như cái, thì con hay đối với anh thì đó là trẻ con, thì đứa nào cũng như nhau cho nó. Đứa nào anh cũng dẫn cho cái sở thương như nhau hết. Nhưng mà ví dụ như mà ít có thể út và thích quan tâm với nhau thì chia sẻ với nhau. Chứ mà còn ví dụ như cái gì cũng từ một phía không thì cuộc sống cũng không có gì mà gọi là được cái đẹp đó. Nghĩa là anh không muốn là cái cô đó đang nuôi con đúng không? Con bình thường, chị giống muốn nuôi cũng được nuôi chị chuyện mà nuôi con không, nuôi con thì cũng chuyện bình thường mà em. Nuôi con thì anh cũng được vậy. Anh có muốn sanh thêm con không? Tất nhiên là nếu mà có thì vẫn muốn chứ. Ok. Rồi, anh ơi em cao bao nhiêu ạ? Anh cao 1m7. Anh nặng 70kg. Có gì? Rồi, vậy điều kiện giờ tốt cũng được quá ha. Nói chung ra thì anh cũng ổn. À, có một cái là anh cũng có một cái yêu cầu là anh thì không ăn nhậu, không cờ bạc, không gái gú. Chả ví dụ như mà nếu mà được thì tìm người bạn thì nói chung ra anh cũng không khắt khe cái chuyện bạn bè ăn nhậu đâu, nhưng mà nó có một cái giới hạn của nó. Còn cờ bạc thì nói chung cờ bạc thì hầu như là anh rất là ghét. Anh sợ cô kia mấy cái đó là trời ơi, kể mấy món của đàn ông không đàn bà ít dính anh ơi. Ba món đó anh không có. Ủa là ba món nó không có gì, anh có gì? Có tật xấu gì? Nói chung cái sở thích của anh là anh thích uống cà phê. Symbolic. Rảnh rỗi là anh hay đi du lịch đi đây đi đó vậy thôi, chứ còn đi sưu tầm đồ, sưu tầm đạc rồi đi về chơi thôi, chứ còn mấy cái món đó là anh không. Nói chung ra hầu như là không phải là nó không có, nó hầu như là anh rất ghét luôn. Ủa vậy là anh có bị hút thuốc rồi đúng không? Đúng rồi. Hút là có định bỏ không? Hút thuốc bỏ là lên huyết áp á. Trời ơi. Vậy đó hả? Hút thuốc bỏ hút ngang xương là lên huyết áp, bị tim mạch á. Thì bây giờ mình triển khai bỏ đi, mình từ từ bỏ dần dần, 1 năm, kế hoạch 5 năm, 3 năm gì cũng được. Hay là có vợ rồi bỏ chẳng hạn. Có thể. Rồi anh ơi, ở Sóc Trăng hát bài nghe anh ơi. Anh hát là thấy gốc lắm mà. Kệ đó, hát vui là được rồi, làm sao mà mọi người vui vẻ là được. Cái gì chứ vui là được rồi đó, chứ còn mà cái gì hát thấy gốc lắm. Đâu anh hát thử rồi em nghe trước, em kiểm tra trước để có ghi hình rồi em thấy gốm rồi em khỏi kêu hát nữa. Rồi đó. Không bây giờ phải hát, đang coi em coi gốm hay không đã. Anh nói gốm thì anh hát thử vài câu thôi. Hát vài câu ha. Rồi vài câu cải lương hay là gì cũng được, dân ca hay nhạc trẻ gì cũng được. Rồi thử thì để tìm nhớ nhớ cái bài nào dễ dễ hát tí xíu. Dạ. Ok, hát bài Linh Hồn Tượng Đá hát gọn nha. Ok luôn, rồi mời anh hát ạ. Trên giống đó tôi tình cờ quét ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau, em đã đến và đã đến giữa mình như cánh chim bay qua bầu trời, mỗi hình hài bấy giờ bao nhiêu đó đủ rồi. Trời, có nhạc rồi ghê thiệt chứ, dữ dội thiệt rồi, cảm ơn anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh Hải nhiều, có gì chương trình liên lạc lại. Mình đi này, tất cả những cái quan trọng hiện tại giống như là chủ động chia sẻ với chương trình về bản thân mình nhau, mình có điểm mạnh điểm yếu gì, anh cứ chủ động kể với chương trình nhau. Thầy tên Lâm Minh Thúc, anh ở Bạc Liêu em. Dạ, anh đang làm tại công ty Gia Nghiệp, tại công nghiệp Nhà Kha ở quận 8 Bạc Liêu. Thì đến với chương trình này cũng mong là sẽ tìm được người thích hợp để chung đôi với anh đó em. Rồi, anh Tú là sinh năm bao nhiêu anh nhỉ? Anh sinh năm 1985. Sinh năm 85 là mình hiện tại là đang làm sinh sống và làm việc ở Bạc Liêu luôn. Đúng rồi, anh làm tại khu công nghiệp phường 8 Bạc Liêu ạ. Rồi, sinh năm 85 làm mình đã từng lập gia đình chưa anh? Chưa em, anh đó giờ anh chưa có từng lập gia đình. Mình thấy mình chia sẻ về cái tình trường của mình trước đấy được không ạ? Đã từng tìm hiểu ai, từng yêu ai rồi
là cái chuyện tình mình nhớ nhất đi. Dạ, thầy biết chuyện mà tình yêu thì cũng có chảy qua mấy mối tình đó anh. Rồi nhưng sau những thời gian rồi mình thấy nó không hợp, rồi hai người không đến với nhau được. Không, à, vậy thôi à. Là cái chuyện tình đấy là cách đây bao nhiêu lâu rồi anh? À, có cái mối tình cũng mới đây cũng gần khoảng hơn 2 năm đó em. Thì anh cũng mới mà chia tay khoảng 2 năm nay. Trong 2 năm đấy là mình không tìm hiểu thêm ai khác nữa ạ? Ờ như không em. Rồi mới có bạn của anh nè mới biết hay theo dõi chương trình này đó, mới là động viên anh là tham gia chương trình. Rồi bạn anh đăng ký cho anh. Rồi ạ. À, vậy thì không biết là cái tiêu chuẩn như thế nào, mình đang muốn tìm bạn như thế nào? Thì anh thì cũng không có cái mà mình mong muốn mẫu bạn gái thế nào đâu, chỉ là có bạn gái thì cũng được rồi. Bạn gái cũng được là sao anh? Là bây giờ em kết cho anh một cô là thế là hơi béo một tí có được không? Với ngoại hình thì mình muốn một bạn nữ như thế nào này? Một bạn nữ từ nhà cũng là chưa vừa người là được đấy. Tuổi tác thì sao? Bạn nữ hơn hay kém hay là bằng tuổi mình thì mình ok? Thì, rồi là quê quán bạn nữ ở đâu? Tuổi tác thì cũng bằng hoặc thấp hơn chút đỉnh 1-2 tuổi cũng được. Thì nếu như được mà quê quán nó gần giống anh thì nó càng tốt em. Nếu mà xa hơn thì có được không anh? Ví dụ như là Sài Gòn chẳng hạn, thì mình xuống Sài Gòn thì gặp bạn nữ được không, hay là chuyển công tác hay là như thế nào hay không, nếu mà tìm được người phù hợp? Nếu như mà tìm được người phù hợp mà ở một nơi xa thì chắc cũng phải cố gắng thôi em. Tại vì mình cũng chấp nhận đến với chương trình này rồi, buổi đầu cái duyên nở nó xa mà mình phải chịu thôi. Nếu bây giờ mà tìm được bạn phù hợp thì mình về cái kinh tế của mình là đã lo được cho bạn chưa? Đã có gì trong tay cho anh? Có anh, thì anh cũng đi làm ở đây này nọ, cũng có dành dụng tiền mà để dành cho cái khoản trục lợi của mình. Và giá lợi thì công việc của anh làm thì nó cũng ổn định. Rồi bây giờ mà bạn nữ bảo là muốn làm việc tại Sài Gòn thì mình có điều kiện mình lo lắng nhà cửa này này kia cho bạn nữ không ạ? Nếu như mà ở Sài Gòn thì nếu như mà quê bạn gái thì ở Sài Gòn thì chắc thì cũng mình cố gắng thì cũng sẽ được thôi. Còn mà quê bạn ở một nơi khác mà bạn ở tại Sài Gòn cũng như là ở chỗ gì đó thì cái đó thì cũng bằng tính với nhau sao ha. Rồi mình bây giờ quay lại là nói về bản thân này, có điểm mạnh yếu gì không anh? Thì cái điểm mạnh của anh thì giống như mà anh muốn quyết định và làm gì đó thì anh cũng như biết mà làm cho rồi, làm cho xong càng nhanh càng tốt vậy đó. Đó là cái mà thường xuyên của anh là như vậy. Còn cái điểm yếu thì anh nhút nhát vậy thôi. Mình có sở trường gì không? Mình có hát được không? Hay là chơi thể thao? Hay là nấu nướng gì được không ạ? Anh cũng ít cái thời gian rảnh hơn, ít đi chơi thể thao. Nhưng mà thể thao thì anh cũng vui, sở thích đá bóng mà. Rồi, ok anh. Thì hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình. Nếu mà chương trình ok cho mình vào vòng ghi hình và cũng như là tìm được người phù hợp để ghép đôi với mình, chương trình sẽ chủ động liên hệ lại với mình để có một bạn biên tập làm việc nội dung cụ thể với mình sau anh nhé. Cảm ơn anh là hôm nay tham gia phỏng vấn chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Dạ anh ơi, phỏng vấn của mình là